Phương án đi quân thứ hai của đen ở hình cờ này là pháo 2 tiến 2 đè xe. Đến đây, cờ đỏ có 3 khả năng đi quân. 1 là tốt 5 tiến 1. 2 là mã 3 tiến 4. Và 3 là xe 2 tiến 6. Khả năng đi quân nước đỏ, tốt 5 tiến 1. Đỏ mã 7 tiến 6. Đỏ còn 2 khả năng khác. 1 là đỏ đi mã 3 tiến 4. Đến đây đen 2 khả năng. Như đen đi pháo 2 lùi 3. Cờ đen phản tiên. Hai là đen đi pháo 6 tiến 7 phá sĩ. Đến đây, đỏ có 2 khả năng. Như đỏ đi xe 2 bình 4. Cờ đen bỏ quân lấy thế công. Hai là đỏ đi mã 7 tiến 6. Đen lại có 2 khả năng ứng phó. Một là đen đi pháo 2 lùi 2. Cờ đen ưu thế. Hai là đen đi pháo 2 bình 4. Cờ đỏ tiên thủ. Khả năng thứ hai của đỏ đi quân ở hình cờ này là sông tốt đầu qua sông. Đen lùi pháo về kỵ hà, nước cờ có sức mạnh. Cờ đen chờ mã 3 tiến 1 hoặc tốt 5 tiến 1. Cờ đen ưu thế. Như đỏ mã 7 tiến 6.
nhằm bình bảy đèo mã hoặc bình ba an tốt. Nước cờ có nhiều tác dụng. Đổi lại, nhìn đi pháo 2 lùi 2. Đến đây, cờ đen có hai khả năng. Nhìn đi tốt 3 tiến 1. Hai bên ngang thế. Hai là đen đi, pháo 6 tiến 2 lên hà, cản mã. Cờ đỏ bỏ quân lấy thế công. Nhĩ đen pháo 6 tiến 4. Đỏ tiến xe bắt mã là mưu thực lợi. Đổi lại, nhĩ đỏ đi C2 tiến 3, bắt pháo. Cờ đen phản tiên. Nhĩ đỏ C2 tiến 7. Đen bình pháo bắt tượng là cờ đen bỏ quân lấy thế công, nước cờ tích cực. Đổi lại, đen đi C9 bình 7. Cờ đen dễ đi. Nhĩ đen
Pháo 6 bình 7. Lùi mã giữ tượng, nước cờ chính xác. Đỏ còn hai khả năng khác. Một là đỏ đi C2 bình 3 ăn mã. Cờ đen có thế công. Hai là đen chạy tượng. Đen xuất xe mời đổi. Ở đây là đen chuẩn bị bỏ quân lấy thế. Đen mưu gài bẫy đỏ. Đến đây đỏ có hai khả năng. Như đỏ xe 2 tiến 2 ăn xe. Cờ đen phản tiên. Hai là đỏ đi C2 bình 3 ăn mã. Đen bình pháo sang tuyến 9. Đây là tinh hoa của bố cục khí tử. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng, như đỏ đi. Cờ đen có thế công. Con như đỏ, xe 8 lùi 2 bắt mã. Đỏ lùi sĩ. Đổi lại như đỏ lùi mã. Cờ đen thắng nhanh. Như đỏ xuống sĩ. Cờ đen chờ, pháo 7 bình 8, cờ đỏ vô giải. Như đỏ, mã 6 lùi 4. Hình thành hình thế đối chọi. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Hai bên đối chọi. Khả năng đi quân thứ hai của đỏ là mã 3 tiến 4. Đỏ nhảy mã bàn hà, nước cờ mang tính ổn định. Đen lên sĩ. Đổi lại, nghĩa đi xe 9 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế lớn. Như đen lên sĩ. Đỏ ăn tốt, nước cờ mưu thực lợi. Đổi lại, như đỏ đi tốt 5 tiến 1. Cờ đen bỏ quân có thế công. Như đỏ mã 4 tiến 5. Đỏ lùi pháo về hà. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 lùi 1. Đến đây, đỏ có hai khả năng đi quân. Như đỏ đi pháo 6 tiến 5. Hình thế hai bên đối chọi. Hai là đỏ đi xe 2 tiến 7 bắt mã. Hai bên ngang thế.
Như đỏ, pháo 5 lùi 2. Đỏ, pháo 6 tiến 1. Đổi lại, như đỏ đi tượng 7 tiến 5. Hai bên ngang thế. Như đỏ mời đổi pháo. Đen khí tốt. Nhằm giản hóa cục thế. Nước cờ hay. Đỏ lùi mã về tâm. Đổi lại, như đỏ đi tượng 7 tiến 5. Thế cờ bình ổn. Như đỏ lùi mã hoa tâm. Cờ đỏ hơi ưu. Mời các bạn xem lại cái đi quân này.
Cờ đỏ hơi ưu. Khả năng đi quân thứ ba của đỏ là xe 2 tiến 6. Đỏ chạy tượng, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đổi lại như đỏ ăn mã. Cờ đen bỏ quân lấy thế công. Như đỏ tượng 3 tiến 1. Đen lên sĩ. Đổi lại, đen đi xe 8 tiến 4 toàn hà. Đen xe 8 bình 4. Đen có thể nghiên cứu đi mã 7 tiến 6. Cờ đen bỏ quân lấy thế công. Như đen xe 8 bình 4. Cờ đỏ hơi ưu. Như đen sĩ 6 tiến 5. Đỏ xe 4 lùi 1. Đổi lại, đỏ đi xe 4 lùi 2. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xe 4 lùi 1.
Hình thế hai bên đối thoại. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Hình thế hai bên đối thoại. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.